8 giờ 8:49 ra đi về nhà xe. Cảnh chỗ này chụp lên thì quay chứ đẹp đó, những cái sọc chứ. Cái thằng này cũng vậy, cũng ráng vô. Hôm nay là chạm xe cho nội cho thuê cứ kiếm là mấy triệu tháng tiền không. Rồi về đổ xăng đầy đúng với mức đường sát mình đi. Giờ xăng không chảy ra ngoài nhà mà ở kim xăng nằm tuốt ở dưới lấy câu xăng ở đề. Vì sợ ảnh hưởng kim xăng, mua xăng điện tử. Rồi hư cái bộ đó tiền nữa. Khổ quá. Ai ngờ mình yếu mà nó không nạp đủ để cho nó kéo cái máy kim xăng điện tử.